Warhammer 40,000, Kỷ nguyên Indomitus, Chương 6, Cuộc vây hãm Xerox. Không lâu sau khi Angron gây ra sự hủy diệt cho Fleet Quarters, liên minh giữa Abaddon và Vastor lại có thêm một chiến thắng lớn khác tại hành tinh Xenos mang tên Arklas Moloch. Giữa trận chiến hỗn loạn và đẫm máu giữa bát óc quân thuộc về loài Tau, Orc và Hỗn Ma, sau khi Belfried của Ark of Omen mang tên Unhallowed nhảy vào giữa cuộc thanh trừng loài Orc của lực lượng Tau dưới sự chỉ huy của Commander Farsight, một lực lượng Alpha Legion ẩn dưới vỏ bọc của Chapter Deathwatch đã bí mật xâm nhập bề mặt hành tinh để thu thập mảnh chìa khóa quý giá cho Vastor một cách dễ dàng. Nhưng ngay cả khi Vastor đã thu thập được gần như tất cả các thành phần cần thiết của chiếc chìa khóa bí ẩn, hắn hiểu rõ rằng chiến lợi phẩm quan trọng nhất và cũng là thử thách lớn nhất của toàn bộ chiến dịch Ark of Omen vẫn chưa được chinh phục, và hắn sẽ buộc phải trực tiếp tham gia vào cuộc săn lùng cuối cùng này để đảm bảo thành công. Vì lần này, mục tiêu của hắn chính là Xerox, pháo đài tu viện di động của Chapter Space Marine Dark Angels và là một trong những thành trì không gian hùng mạnh nhất mà Imperium sở hữu. Thông qua mối quan hệ đồng minh của mình với Warmaster Abaddon, Vastor đã huy động được một Belfleet hùng hậu, bao gồm các chiến hạm và Chaos Space Marine thuộc Black Legion, Iron Warriors và World Bearers, cùng với các Demon Engines được triệu hồi bởi các tín đồ trong giáo hội của chính hắn, được gọi là Cult of the Acrophane, và nhiều đạo quân máy móc của Dark Mechanicum. Nhưng trước khi cuộc tấn công vào Xerox có thể bắt đầu, Vastor cần phải tìm ra vị trí chính xác của nó. Kể từ những thập kỷ đầu tiên của cuộc Great Crusade hơn 10 thiên niên kỷ trước, quân đoàn đệ nhất Dark Angels đã luôn nổi danh là một tổ chức bí ẩn, luôn được đồn đại là nắm giữ những vũ khí khủng khiếp và những bí mật đen tối tới nỗi không một cá nhân hay tổ chức nào bên ngoài hội đồng lãnh đạo tối cao nhất của Chapter, được gọi là Nội Viên, được phép biết đến. Bởi lẽ đó, mặc dù Dark Angels luôn tuyên bố phục vụ nhân loại vì lòng trung thành tuyệt đối của họ với Hoàng đế, nên văn hóa bí hiểm này của họ đã không khỏi khiến cho những nhà cầm quyền của Imperium không dám chắc về mục tiêu hay lòng trung thành thực sự của Chapter. Kể từ sự hủy diệt bí ẩn của Caliban và sự mất tích của Primarch Lionel Johnson của Chapter, trong hàng thiên niên kỷ sau đó, vô số thế hệ con người đã cống hiến cuộc đời mình để vén màn các bí mật của Dark Angels thông qua các hoạt động gián điệp và điều tra khác nhau. Trong đó, sự hoạt động của các trạm theo dõi của tổ chức Inquisition chính là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất đã giúp Imperium theo dõi được các hoạt động và vị trí của Xerox. Nắm được điều này, Vastor đã cho lực lượng của mình tiến hành một cuộc vây hãm và sau đó là chiếm được một trong những trạm theo dõi này. Và cuối cùng, thông qua việc sử dụng một hệ thống trí tuệ thông minh nhân tạo cổ xưa đang bị giam cầm bên trong, hắn đã xác định được điểm đến của mình. Trong lúc đó, tại một thế giới mang tên Marwyn's Reach thuộc hệ sao Valvi, một lực lượng Dark Angels thuộc đại đội Ravenwing dưới sự lãnh đạo của Grandmaster Samael đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm số 12 được tách ra từ hạm đội Primus để chống lại một cuộc xâm lăng của các Chaos Knight thuộc gia tộc Korvax vào thế giới này, bao gồm các Astartes của Ultramarines, Nova Marines và các Knight của gia tộc Raven được lãnh đạo bởi Chief Librarian Tigurius. Nhưng khác với lực lượng đặc nhiệm của Tigurius, lý do thực sự đã thúc đẩy sự tham gia của Dark Angels vào cuộc chiến này không phải là nguy cơ mất đi một thế giới quan trọng trong dòng thuế của Imperium, mà chính là báo cáo về sự hiện diện của các Space Marine phản bội bị nghi ngờ là các thiên thần xà ngã của Chapter. Do đó, không lâu sau khi xác nhận sự hiện diện của các Fallen trong hàng ngũ kẻ thù, chính cấu trúc hùng vĩ của Xerox và hạm đội hậu tống của nó mang theo hơn một nửa sức mạnh của Chapter đã nhảy warp tới hệ Valvi, sẵn sàng đè bẹp cuộc xâm lăng của Chaos Knight và bắt các Fallen dưới bề mặt phải đền tội. Nhưng trước khi cuộc tổng tấn công của các Dark Angels có thể kịp bắt đầu, một hạm đội lớn khác cũng đã bất ngờ hiện thực hóa từ warp ngay sau sự xuất hiện của pháo đài tu viện khổng lồ, và đó chính là Belfleet của Vastor, được dẫn đầu bởi chiếc Ark mang tên Orlok Unleashed. Với thông tin chính xác được thu thập từ cuộc tấn công và trạm theo dõi của tòa án dị giáo, Belfleet của Vastor đã lên kế hoạch cẩn thận và chờ đợi trong warp cho cuộc phục kích bất ngờ này, khiến cho lực lượng trung thành rơi vào thế bị động. Hỏa lực dữ dội đã lập tức được giải phóng và khiến hạm đội Dark Angels bị tổn thất nặng nề với sự phá hủy của nhiều tàu chiến mạnh mẽ. Tất nhiên, sự đáp trả của họ cũng đã nhanh chóng được thực hiện và lập tức gây ra những thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hỗn Ma.
các chiến binh thuộc đại đội Deathwing đã đổ bộ phá hủy chiếc Grand Cruiser Vandabraxis. Các hiệp sĩ của Ravenwing điều khiển đội hình phi cơ chiến đấu làm tê liệt nhiều chiến hạm địch, và bản thân Zirok cùng hạm đội hộ tống của nó đã nhanh chóng khiến cho gần như 1/4 hạm đội của Vastor bị phá hủy. Tuy nhiên cuối cùng thì những nỗ lực của họ cũng đã không thể ngăn cản được lực lượng của Vastor tiếp cận tầm tấn công của Zirok. Bằng cách sử dụng các máy chiếu năng lượng khổng lồ gắn trên các tàu hộ tống Beofleet của mình, Vastor bắt đầu nạp năng lượng cho thứ vũ khí mạnh mẽ mà hắn gọi là The Unmaker trên thân của chiếc Orac Unleashed, nhằm phá hủy màn chắn năng lượng được xem là không thể xuyên phá của Zirok, được gọi là Gorgon's Aegis. Và ngay sau khi phần lớn hạm đội hộ tống bao quanh Zirok đã bị loại khỏi vòng chiến, The Unmaker đã giải phóng một chùm tia năng lượng đen tuyền nhắm thẳng vào tấm khiên của Zirok cho đến khi nó sụp đổ trước sự bàng hoàng của các Dark Angels. Tiếp theo, The Agrifay đã tung ra một loạt tàu đổ bộ và dịch chuyển để xâm nhập bề mặt cũng như bên trong cấu trúc của Zirok, trong khi các Forge Master của Dark Angels nỗ lực tìm kiếm cách khôi phục tấm khiên Aegis. Ngay khi nhận thấy những kẻ xâm lược đang đổ vào bên trong pháo đài tu viện của mình, các chỉ huy của Chapter đã làm tất cả những gì có thể để điều hướng lực lượng của mình đối đầu với chúng. Kẻ thù của họ được hỗ trợ bởi ma thuật hắc ám, yếu tố bất ngờ và trên hết là sự áp đảo lực lượng. Nhưng tinh thần chiến đấu của Dark Angels vẫn không hề lay chuyển. Với quyết tâm sắt đá và được chiến đấu trên sân nhà, họ sẽ không để cho đạo quân hỗn mang xâm phạm thủ phủ linh thiêng của mình mà không bị trừng phạt. Vị Supreme Grandmaster của Chapter là Azarel đã bổ nhiệm Grandmaster Belia của Company Deathwing làm tổng chỉ huy lực lượng phòng thủ của Zirok, trong khi các chỉ huy khác là Master Ezekiel, Lazarus, Asmodai và chính Azarel dẫn đầu các lực lượng cơ động để ngăn cản sự tấn công của các lực lượng hỗn mang vào sâu hơn bên trong lòng Zirok. Và trong khi cuộc chiến trên không không khoan nhượng với Beofleet của chiếc Orac Unleashed vẫn đang diễn ra, Dark Angels đã tập trung gần như toàn bộ sức mạnh của họ vào bên trong, huy động mọi chiến binh có thể chiến đấu của Chapter, từ những cỗ Dreadnought được tôn kính cho đến những tân binh còn đang trong quá trình huấn luyện để trở thành một thành viên chính thức của Chapter. Tất cả những kỹ năng mà họ tu luyện được đều sẽ được thử thách trong trận chiến thực sự đầu tiên này, và đối với nhiều người trong số họ, đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Những cuộc giao tranh ác liệt đã bùng nổ trong khắp nhiều tầng cấu trúc cổ đại của Zirok, và mọi hành lang cổ xưa của Chapter đều đã trở thành những chiến trường và bãi thảm sát khi họ cố gắng ngăn chặn các làn sóng hỗn mang đang đổ bộ ngày càng đông đảo hơn. Các tiểu đội bị áp đảo hiến dâng mạng sống của mình cho tử thần để bảo toàn cánh cổng dẫn tới các lãnh địa linh thiêng bên trong pháo đài tu viện, và nhiều chiến binh đã kích nổ lựu đạn trong tay mình để kéo kẻ thù xuống địa ngục cùng họ trong khi bị chúng bao vây. Nhưng bất chấp quy mô và sự khốc liệt của cuộc tấn công này, The Agrifay biết rõ rằng lực lượng của hắn khó có thể chiếm được hoàn toàn Zirok hay quét sạch các chiến binh đang bảo vệ nó. Tuy nhiên, đây không phải là ý đồ của hắn. Hắn chỉ đơn giản tìm cách đẩy lùi và làm suy yếu các Dark Angels đủ để lực lượng của mình tiến vào sâu hơn trong các tầng địa chất của Zirok nhằm dễ dàng tìm kiếm mục tiêu thực sự của mình. Cuộc chiến trên Zirok chia thành hai chiến trường riêng biệt. Thứ nhất là trên vùng đồng bằng đá cằn cỗi bao quanh ngọn tháp chỉ huy trung tâm của Zirok được gọi là Tháp Thiên Thần. Tại đây, các thành phần cơ giới của Iron Warriors và Black Legion cùng với hàng trăm Demon Engines của Vastor đã lập nên một thế trận vây hãm chặt chẽ, dần làm tê liệt các hàng phòng thủ, tháp pháo và máy tạo Void Shield khẩn cấp của tổ hợp chỉ huy. Đối mặt với nguy cơ thất thủ của Tháp Thiên Thần, Grandmaster Belia ra lệnh cho các lực lượng phương tiện chiến tranh của Chapter cùng với một nhóm Librarians và các Land Speeder tấn công ngược lại để phá vỡ thế trận vây hãm của quân đoàn phản bội. Tuy nhiên, điều này cũng đã được lường trước bởi Vastor từ lâu, và chúng sẵn sàng rút lui một cách chậm rãi trước sự tấn công nhằm trói buộc lực lượng của Belia tại vị trí phòng thủ Tháp Thiên Thần, tạo điều kiện cho các lực lượng hỗn mang khác tiếp tục tiến vào sâu hơn. Sân khấu thứ hai của cuộc chiến vì Zirok, và là quan trọng nhất, nằm sâu trong chính tầng địa chất phức tạp của nó. Khi The Agrifay và các lực lượng hỗn mang đã xâm nhập thành công của hắn tìm cách giành lấy chiến lợi phẩm của mình, tại đây, hắn được hỗ trợ bởi Lord Sorvas của Black Legion và sứ đồ bóng tối Gahathon của Woodbearers đã thực hiện triệu hồi nhiều thực thể quỷ dữ từ Warp để tham gia phá vỡ hàng phòng thủ của các Grandmaster. Tại mọi hướng tiến công, bước tiến của chúng đều đối mặt với sự kháng cự dữ dội của các Dark Angels, đồng thời cũng phải chống lại nhiều cuộc phản công cục bộ của họ nhằm vào các nút giao quan trọng. Trong khi đó, lực lượng tiếp viện của Chapter được rút ra một cách linh hoạt từ các lực lượng còn lại trên quỹ đạo, và các cơ điểm bị đe dọa ít hơn đã ngăn chúng xâm nhập vào nhiều tuyến đường, hành lang, thang máy và các cơ sở quan trọng. Ban đầu, cuộc giao tranh này đối với lực lượng phòng thủ
là một cuộc chạy đua mệt mỏi để khắc phục hết vết thương này đến vết thương khác khi toàn bộ sức nặng của cuộc tấn công bất ngờ và hỗn loạn bao trùm lên toàn bộ Xerox. Nhưng sự hy sinh quên mình của hàng phòng thủ đầu tiên đã cho phép các chỉ huy có thời gian để tập hợp lớp phòng thủ thứ hai hiệu quả hơn, nhanh chóng tạo ra những đòn đáp trả đau đớn lên hàng ngũ phản bội. Đáng chú ý nhất như tại mặt trận bên trong Vault of Banner, Chaplain Asmodai đã dẫn đầu hơn 50 huynh đài xa trường và đẩy lùi 4 cuộc tấn công liên tiếp của Space Marine phản bội. Hay bên trong vòm Whispering Dome, nơi các Dreadnought và chuyên gia vũ khí hạng nặng của Charter đã chiến đấu một trận chiến khốc liệt chống lại các Iron Warriors. Mỗi giọt máu của các Dark Angel rơi xuống đều đang cướp đi một phần tốc độ của cuộc xâm lăng. Tuy nhiên, trong khi các Dark Angel giành được một số chiến thắng cục bộ, rõ ràng là lực lượng hỗn mang do chính đích thần Vastor chỉ huy hướng tới trung tâm của Xerox không thể bị ngăn chặn. Trong khi Grandmaster Lazarus triển khai lực lượng trấn giữ các căn phòng lớn trong khu vực được gọi là Galeria Abscondale, Azrael chạy đua qua hàng loạt phòng tuyến để phân chia lực lượng tiếp viện tình nhuệ của mình. Chẳng bao lâu sau, ông đã buộc phải cùng các thủ lĩnh khác tập hợp cùng lực lượng của họ tại bức tường phía nam của căn phòng Galarium Extractor phía trước cánh cổng vô danh, ngưỡng cửa cuối cùng mà Vastor cần phải vượt qua để đến được nơi cất giấu những bí mật đen tối nhất của Charter, bao gồm nhiều loại vũ khí và thiết bị cổ đại với sức hủy diệt quá khủng khiếp để có thể cho phép rơi vào tay kẻ thù của loài người. Đối đầu với cả lực lượng tổng hợp của Demon và Space Marine phản bội, Azrael tuyên bố không kẻ thù nào có thể vượt qua cánh cổng vô danh của Charter. Và trong cuộc giao tranh ác liệt ngay sau đó, vị Supreme Grandmaster đã giết chết Sorfas, thủ lĩnh của lực lượng Black Legion, và khiến một phần lực lượng của chúng bắt đầu rút lui đằng sau làn sóng quỷ dữ đang tràn về phía trước. Cùng ngay thời điểm này, Vastor đã tới nơi. Ngay lập tức, trận chiến vì cánh cổng không tên bùng nổ lên một mức độ tàn bạo mới khi Vastor lao vào một cuộc giáp lá cả dữ dội với chính Azrael, trong khi lực lượng của Master Ezekiel ngăn chặn làn sóng Demon và Master Lazarus cùng một số ít Dark Angel còn lại tự mình trấn giữ cánh cổng. Bên dưới các cột cờ dương cao của Charter từng là quân đoàn đệ nhất, những lưỡi cờ máy gầm lên cùng âm thanh chói tai của hàng trăm hạng súng Bolter hòa lẫn với tiếng rống xung trận của các quỷ dữ lẫn Astarte trong một cuộc hỗn chiến tàn bạo đến đáng kinh ngạc. Giữa tất cả sự hỗn mang ấy, Vastor đối đầu với vị Supreme Grandmaster. Azrael là một chiến binh hùng mạnh với sức mạnh và kỹ năng phi thường từ rèn rũa qua nhiều thế kỷ và đứng ngang hàng với những chiến binh vĩ đại nhất của Adeptus Astartes. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra mình không thể đánh bại Vastor. Hắn là một cơn ác mộng từ Warp, một vị á thần sẵn sàng làm tất cả để có được mục tiêu của mình. Hắn nâng chiếc búa Hammer of the Soul Fortress lên và giã vào thanh gươm Sword of Secret của Azrael liền hồi như một người thợ rèn giận dữ, từng đòn một cướp đi thế cân bằng của cuộc chiến. Trong khi đó, ở khoảng không, Xerox đã tiến gần hơn đến bầu trời Malvern Ridge và sắp sửa nhận được thêm sự trợ giúp từ hạm đội trung thành của đội đặc nhiệm tố 12 và Imperial Navy bao quanh hành tinh. Nhưng sau đó, khi nó vừa băng qua một bức màn xé kích vô hình nào đó, một cách đột ngột, tất cả đèn điện trên Xerox đã vụt tắt, đường truyền Vox trở nên chập chờn và bóng tối bắt đầu nhảy múa khắp các hành lang. Nhận ra đây là dấu hiệu chẳng lành của một thế lực hắc ám, Grandmaster Belia đã quyết định cùng với một đội Deathwing dưới đài chỉ huy trong tháp thiên thần và tham gia vào chiến trường bên trong lòng Xerox để hỗ trợ các chỉ huy đồng minh của mình trước khi họ bị đánh bại. Đằng trước cánh cổng vô danh, Vastor cũng đã cảm nhận được sự nhiễu loạn bất ngờ đang bao trùm Xerox và phẫn nộ trước sự thật rằng hắn không phải là tác giả của nó, một thế lực khác đang can thiệp vào kế hoạch của hắn. Trong giây phút quyết định này, hắn đã mất đi sự tập trung vào cuộc giao chiến với Azrael và cho phép ông khai thác điểm yếu trong chuyển động chậm chạp hơn của hắn. Với một đường ngắm chuẩn xác, Ziak Griffin khựu xuống trước loạt súng trực xạ từ khẩu Combine Bolter của Azrael. Tuy không thể thực sự làm tổn thương hắn, nhưng nó đã cho phép ông rút lui khỏi cuộc giằng co bất lợi này và trở lại phòng tuyến của các Dark Angels. Vastor rống lên giận dữ trước đòn bất ngờ này, nhưng trước khi hắn kịp lao về phía các Dark Angel một lần nữa, một làn khói đen dày đặc đột ngột đã lan tỏa vào trong căn phòng, đem theo những loạt đạn bầu tờ và chùm năng lượng chết người. Từ trong màn đêm, một đạo quân hỗn mang bao gồm các Astartes phản bội của The Fallen, Wardbearers và Alpha Legion tiến lên trong khi vẫn đang không ngừng xả súng và phép thuật vào cả lực lượng của Agrifen lẫn các Dark Angel. Ngay lập tức, sự hỗn loạn lại bùng nổ khắp căn phòng Galarium Extractor khi trận chiến trở thành cuộc tắm máu từ ba phía. Lực lượng hỗn mang bí ẩn vừa xuất hiện dường như không có mục tiêu nào khác ngoài hủy diệt và giết chóc nhiều nhất có thể.
Nhưng may mắn thay cho các Dark Angel, cuộc giao tranh giữa hai đạo quân hỗn ma đã cho phép họ củng cố vị trí của mình và lấy lại tư duy chiến lược. Vastor chứng kiến tất cả diễn ra với sự bàng hoàng và phẫn nộ khi hắn nhận ra kẻ đứng đầu đội quân này chính là Belakor, Demon Prince đầu tiên của hỗn ma và là kẻ thù lâu đời của chính hắn. Chúa tể bóng tối đã tới để đoạt lấy chiến thắng từ tay The Arcgriffin, trong khi hắn chôn chân tại chỗ với cú sốc rằng mưu đồ của mình có thể bị hủy hoại bởi bước ngoặt mới này. Cùng lúc đó, tại bề mặt, các Knight phản bội của gia tộc Korvax cũng đã xuất hiện bên ngoài tòa tháp thiên thần, tấn công cả lực lượng trung thành và những kẻ phản bội. Các mặt trận lớn nhỏ khác nhau cũng nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi lực lượng của Belakor xuất hiện để tàn sát rồi lại biến mất sau màn đêm ma quái mà hắn đã bao trùm khắp Xerox. Từng là bên chiếm thế thượng phong, giờ đây lực lượng của Vastor quay cuồng khi bị kẹp giữa hàng phòng thủ của các Dark Angel ở phía trước và sự tấn công điên cuồng của những kẻ phá đám mà Belakor đem tới ở phía sau. Hứng chịu tổn thất nặng nề, nhiều hướng tấn công của Vastor đã tan rã hoàn toàn và bắt đầu tìm cách tháo chạy. Mặc dù phải chống lại hai kẻ thù cùng lúc, các Dark Angels cũng đã giành lại được những lợi thế chiến lược quan trọng, bao gồm đường truyền Vox sau khi những âm thanh khủng khiếp mà Vastor tạo ra đã ngừng lại vì sự chú ý của hắn giờ đây hướng hoàn toàn vào kẻ thù cổ xưa của mình. Nhờ đó, Azrael và các Grandmaster đã có thể liên lạc với phần còn lại của lực lượng của mình đang phân tán khắp Xerox, đưa ra những mệnh lệnh và lời khích lệ tinh thần mà họ đang cần hơn bao giờ hết. Nhắc nhở tất cả về lời thề của mình với Chapter và với Hoàng đế rằng họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng chống lại kẻ thù của nhân loại. Từ đây, khát khao báo thù những kẻ đã xâm phạm trái tim của Chapter thúc đẩy các Dark Angel tiến lên một lần nữa trong các cuộc phản công tàn nhẫn để giành lại Xerox. Mặc dù hiểu rõ rằng cơn thịnh nộ không thể ngăn cản của các Dark Angel đang tới, giờ đây Vastor thậm chí không thể điều hướng rút lui cho lực lượng của mình đang sắp sửa bị nghiền nát vì cơn cuồng nộ của chúa tể bóng đêm không cho phép tâm trí hắn được xao nhãng dù chỉ một giây, nếu không cơ thể hữu hình của hắn sẽ bị hủy hoại. Xa phía trên đỉnh tháp thiên thần, sấm chớp rền vang và bề mặt Xerox rung chuyển khi hai á thần của địa ngục tìm cách hạ gục lẫn nhau trên chiến trường. Với khả năng làm chủ bóng đêm, Belakor thoát ẩn thoát hiện xung quanh Vastor như một cơn lốc xoáy đen tối và giáng những đòn đau đớn lên cơ thể và tâm trí hắn trong khi Vastor cố gắng né đòn một cách vô ích. Hiểu rõ cơ thể của mình không thể hứng chịu thêm những đòn tấn công như vậy nữa và trở nên phẫn nộ trước nguy cơ bị đẩy trở lại warp bởi kẻ vừa phá hoại kế hoạch của mình. Hắn quyết tâm sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Với chỉ một ý nghĩ, The Arcgriffin tập hợp tất cả sức mạnh của máy móc và hệ thống Void Shield của tháp thiên thần để tạo thành một lá chắn quyền năng xung quanh mình. Nhờ đó, những đòn đánh tiếp theo của chúa đầy bóng đêm đều đã bị đánh bật lại và cho phép Vastor thực hiện đánh trả. Cuối cùng, hắn đã đánh ngã Belakor khỏi bầu trời với một nhát búa đau điếng vào còi hàm của hắn. Tuy nhiên, sự thỏa mãn của Vastor đã nhanh chóng kết thúc khi Belakor mỉm cười chế nhạo hắn vì sự kiêu ngạo của mình, tuyên bố rằng mọi nỗ lực của Vastor cho đến nay giờ đã không còn quan trọng nữa vì chúng sắp bị hủy hoại hoàn toàn. Lực lượng trung thành tại Xerox sẽ chiến thắng và các Dark Angels sẽ sớm khởi động lại hệ thống khiên Gorgon Aegis của mình. Để chứng minh cho điều này, Belakor chỉ tay lên khoảng không và Vastor nhận thấy rằng trong lúc bị phân tâm bởi cuộc giao đấu với Belakor, hạm đội trung thành của Malvern Reach đã tiến sát Xerox và ngay lúc này đây đang chuẩn bị tạo ra một đòn kết liễu vào kế hoạch của hắn và không còn thứ gì có thể ngăn cản điều đó xảy ra. Các Knight của nhà Raven là những người đã đổ bộ đầu tiên lên Xerox và lập tức tấn công những cỗ máy phản trắc của gia tộc Korvax. Bản thân vị Princeps của Raven đã đích thân tiêu diệt một cỗ Tyrant Knight hùng mạnh của chúng. Ngay trong lúc đó, các Astartes của Ultramarines và Nova Marines ồ ạt phát động cuộc tấn công đổ bộ lên bề mặt Xerox do Tigorius dẫn đầu, nhắm vào đạo quân hỗn ma vẫn đang tàn phá hàng phòng thủ và phương tiện chiến tranh của tháp thiên thần. Đến thời điểm này, hạm đội dưới quyền của Grandmaster Samael đã chiến thắng cuộc chiến trên không với chiếc Archbowman của Vastor và đã tham gia vào đội đặc nhiệm của Tigorius để trợ giúp Chapter của mình. Mặc dù tình hình đang ngày càng xấu đi đối với chính các phòng tuyến của Belakor, hắn không hề tỏ ra nao núng, bởi lẽ hắn chưa bao giờ có ý định đánh bại bất kỳ bên nào trong cuộc chiến này hay chiếm giữ Xerox và các cổ vật mà nó nắm giữ, mà chỉ đơn thuần muốn phá hoại kế hoạch của Vastor. Điều mà hắn rõ ràng đã thành công rực rỡ. Tức giận, Vastor triệu tập sức mạnh và kéo hàng loạt ụ súng, máy móc và phương tiện xung quanh mình để tung ra một đòn đánh cuồng nộ cuối cùng vào kẻ đã hủy hoại kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị suốt nhiều thế kỷ. Trong nháy mắt, một cơn bão lửa và kim loại hủy diệt đã được giải phóng về phía Belakor trước khi hắn kịp trốn thoát vào warp.
Đòn tấn công khủng khiếp này không chỉ tác động đến Bellacor mà còn gây ra sự tàn phá khủng khiếp lên các lực lượng bên dưới, phá hủy nhiều cỗ máy chiến tranh và thiêu rụi hàng trăm Astarte xấu số. Bản thân Bellacor đã bị thương nặng, hắn gầm lên giận dữ trước khi biến mất vào warp sau một làn khói đen đặc. Và khi bá chủ bóng đêm rời khỏi chiến trường, các đầy tớ của hắn cũng đã đồng loạt biến mất mà không để lại dấu vết. Và với một kẻ thù đã bị loại khỏi vòng chiến, lực lượng trung thành đã có thể dốc toàn lực để chống lại cuộc xâm lăng của Vastor. Chỉ vài giờ trước đó, khi chúng vừa đổ bộ lên Xerox, đạo quân của The Acrophane đã chiến đấu để chiếm lấy một món cổ vật từ các Dark Angels. Giờ đây chúng phải chiến đấu cho sự sinh tồn của chính mình. Một cuộc chiến mà gần như tất cả đã sớm thất bại hoàn toàn. Astarte phản bội bị bắn tan xác bởi những cơn mưa đạn Bolter, Chaos Knight sụp đổ trước hạng pháo của gia tộc Raven và quỷ dữ bị đày trở lại Immaterium bởi những lưỡi gươm cuồng nộ. Trên bề mặt, Vastor cay đắng chấp nhận rằng tất cả đã mất, nhưng hắn không phải kẻ phi phạm. Thay vì bỏ mặc cho lực lượng hỗn mang còn lại bị tàn sát, hắn nhanh chóng chỉ huy các tàu chiến còn lại của mình tập trung về Xerox để cứu vớt những gì có thể thông qua những chuyến tàu giải cứu liều lĩnh. Cuối cùng đã cho phép một phần nhỏ lực lượng hỗn mang trốn thoát trước khi những họng súng của hạm đội trung thành buộc chúng phải rút lui. Bản thân The Acrophane đã dịch chuyển trở lại chiếc Orlok Unleashed và lặng lẽ rời khỏi vùng chiến sự trong sự thất bại nhục nhã. Nhưng ngay cả khi Biofleet của Vastor đã biến mất trở lại warp, cuộc chiến trong lòng Xerox vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ liên tiếp khi các Astarte trung thành săn lùng những tàn dư cuối cùng của những kẻ xâm lược đã gần náu trong các hành lang đổ nát và bãi thảm sát hoặc cố thủ đằng sau những chiến lũy tạm bỡ. Dù có ngoan cố đến đâu, cuối cùng tất cả chúng đã phải quỳ phục trước sự bảo thủ không khoan nhượng của các Dark Angels. Cơn thịnh nộ của Supreme Grandmaster Azrael trước tội ác của chúng là không thể đong đếm, song ông vẫn đủ bình tĩnh để ra lệnh bắt sống một số Astarte phản bội để thẩm vấn về kế hoạch của chúng, về bản chất của kẻ lãnh đạo chúng và về tất cả những gì chúng biết về Xerox và những bí mật của nó. Những tù nhân xấu số này nhanh chóng được đưa vào các hầm ngục của Chapter, nơi chúng phải hứng chịu hình thức tra tấn tàn bạo nhất từ các chaplain của Dark Angels, cho đến khi ngay cả kẻ cứng rắn nhất cũng phải cầu xin sự giải thoát bằng cái chết sau khi đã khai ra tất cả những gì họ muốn biết. Và sau một cuộc chia tay lạnh nhạt như thường lệ với các Ultramarine và Nova Marine của Tigurius, Xerox và hạm đội bị tổn thất nặng nề của nó lại rút lui trở lại chốn hư không. Họ đã giành được chiến thắng trước cuộc xâm lăng của binh đoàn địa ngục, hay ít nhất là đảm bảo sự sinh tồn của Chapter. Nhưng cuộc chiến này đối với các Dark Angels vẫn chưa thể kết thúc. Không lâu sau thất bại tại hệ Vavai, giữa một cuộc xâm lăng của Black Legion, Vastor đã đối mặt với Abaddon the Despoiler một lần nữa để của trách hắn vì sự phản bội của Bellacor. Vốn từng là một trong những thế lực đồng minh mà Abaddon lôi kéo tham gia vào chiến dịch của chúng. Hiểu rõ mình chịu một phần trách nhiệm khi đặt cược vào một thực thể nham hiểm như Bellacor, Abaddon đã quyết định không phản ứng quá gay gắt trước lời lăng mạ của The Acrophane, thay vào đó kìm nén sự tức giận của mình để bàn về cách khắc phục thất bại mới nhất này. Bởi lẽ hắn hiểu rõ rằng Xerox đã nắm giữ một trong ba mảnh ghép quan trọng nhất của chiếc chìa khóa dẫn tới mục tiêu tối thượng của chúng. Cuối cùng, Vastor đã đảm bảo với Warmaster rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đối đầu với các Dark Angels. Sự thật là một kế hoạch mới táo bạo hơn đã được The Acrophane vạch ra. Và lần này, thay vì tiếp tục nhọc công tìm kiếm vị trí của Xerox, hắn sẽ để cho bản năng của các Dark Angels mang nó đến với mình.